Hi, xin chào em nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để vẽ và tô màu hình của một chiếc xe lam em nha. Chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một chiếc xe lam và sau đó thì sẽ cùng tô màu. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ phần bánh xe em nha. Ta sẽ vẽ phần bánh xe trước. Đây chính là phần bánh xe trước của xe các em nhé. Đó. Ta sẽ vẽ phần bánh xe trước. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ phần đầu của xe. Tiếp theo thì chúng ta vẽ phần bánh sau. Đó, đây là phần bánh sau này. Vẽ phần thân xe. Ta sẽ vẽ phần ghế sau các em nhé. Đây là phần ghế sau của xe này. Phần này là phần mái xe. Chúng ta sẽ vẽ nốt phần đầu của xe. Phần này là phần kính này. Trước này chúng ta sẽ vẽ đèn. Đó, đây là đèn nhé. Chỗ này là phần gương. Chỗ này sẽ là phần tay lái của người lái xe này. Chỗ này chúng ta sẽ chia ra làm hai khoang. Ta sẽ vẽ thêm phần ghế lái nữa. Đây là phần ghế của lái xe này. Đó, em thấy là chúng ta đã vẽ hoàn thành được hình của một chiếc xe lam rồi em nhé. Ta sẽ tô đậm lại các cái nét vẽ này. Rồi sau đây chúng ta sẽ cùng nhau để tô màu em nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng màu đỏ để tô cho phần thân của xe. Ta sẽ tô phần thân của xe có màu đỏ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng màu vàng em nhé. Màu vàng ta sẽ tô phần phía bên trên này. Đây là phần mái
tre, tô màu vàng. Phần bánh xe thì chúng ta sẽ tô màu xanh em nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng màu cam em nhé. Này chúng ta cũng sẽ tô màu cam này. Em thấy là một chiếc xe này có rất là nhiều các cái màu sắc nhau. Màu tiếp theo chúng ta sử dụng đó chính là màu xanh lá cây. Ta sẽ tô màu xanh lá cây cho phần ghế của xe. Đây là phần ghế ngồi của phía sau. Và đây là phần ghế lái này. Ta sẽ tô màu xanh lá cây. Phần chắn bùn ở phía bánh trước. Đó. Như vậy em thấy thì chúng ta đã vừa vẽ và tô màu xong hình của một chiếc xe lam rồi em nhé. Một chiếc xe lam với rất là nhiều màu sắc khác nhau. Video vẽ và tô màu đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong các video lần sau.